mai đã là ngày khai trường rồi. Các bạn đến trường đều có bố mẹ chăm lo, còn mình thì chẳng có ai chăm sóc ngoài sư thầy. Mẹ ơi, dưới suối vàng mẹ có hiểu cho lòng con không? Đêm đêm con nằm mì nhớ cha nhớ mẹ, trong lòng khao khát ni ước gì đời con được nghe ru ơi à. Mẹ hiền về bên con, dẫn bước cho con đi, cặp sách mau tới trường, tiếng trống trường vọng vang, vẫy tay chào mẹ trước sân trường. Mẹ nghĩ ơi sao nỡ bỏ con ra đi xa cách, một mình con bơ vơ. Cha ơi sao vội vàng theo mẹ rời xa con. Con lớn lên trong cô đơn, nước mắt chảy âm thầm, chốn tu hành vàng mõ kinh, dù con thấy mẹ tháng ngày. Kìa, khai tâm con, sao hôm nay con buồn vậy? Có chuyện gì phải không? Dạ, bạch thầy, không có chuyện gì đâu ạ. Có chuyện gì con cứ nói thầy hay. Thầy thương con, có chi mà phải giấu. Khóe mắt ngây thơ còn vương ngấn lệ, nơi cửa thiền, không được dối gian chi. Bạch thầy, ngày mai là ngày hội khai trường. Thầy đã mua đủ đầy sách bút, có bao giờ thầy để con thiếu thốn đâu. Dạ, con rất cảm ơn thầy, nhưng không phải thế thầy ơi. Khao khát ni đứng nhìn, mỗi khi tại cổng trường, con khao khát ni đứng trong trường mà tan học. Ơi ơi à, để bạn nì bè diêu gian, bên cha mẹ đón đi đưa, rồi giết đi với điểm mười, khoe ra cùng mẹ cha. Con mơ thầy đây mà rất nhiều. Ơi ơi à, để nhớ nhung với đầy ước mong đầy nặng lòng, được cha mẹ vỗ về
ước mong đầy nặng nghi lòng. Được cha y mẹ y bên y mình nhì y Bạch thầy, tại sao con lại phải chịu nhiều bất hạnh như vậy? Con không được thấy mặt mẹ cha. Sao mẹ cha con lại mất sớm như vậy? Thưa thầy. Khai tâm, con còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Bạch thầy, hôm nay là ngày giỗ của sư tổ. Người đã đặt tên con là Khai Tâm ạ. Phải rồi, ngày giỗ của sư tổ. Và cũng là ngày như con được sinh ra lần nữa. Sao? Con được sinh ra lần nữa? Là như thế nào bạch thầy? Đúng, con như được sinh ra lần thứ hai, nhờ sư tổ mở lòng bác ái. Khai tâm con, cha mẹ đẻ của con không chết, như thầy đã từng nói với con. Sao? Cha mẹ đẻ của con không chết mà vẫn còn sống? Không, không, con không tin. Nếu còn sống thì tại sao ngần ấy năm trời không hề đến thăm con dù chỉ một lần? Thưa thầy. Khai tâm con, vào ngày này 13 năm về trước, trong khi sư tổ ốm đau sắp qua đời, bỗng nhiên đến nơi cửa thiền tôn nghiêm, người thiếu phụ lạ xa ôm con bé thơ được chừng dăm ngày tuổi, xin gửi nhà chùa ký thác con thơ nấu nương bóng Phật độ nên người. Cháo sữa nuôi nâng giúp con đi thơ nấu nương bóng Phật độ nên người. Nước mắt chan đi chứa rất xa đi con đi. Để gì địa chỉ quê hương, đến nay vẫn không một lần mà để tới lui viếng thăm cảnh chùa, thăm nom con trẻ giờ sao rồi. Thầy đã không biết nói sao cho con đây biết được sự thật này, đành nói họ đã chết đi từ nhân đắc kỳ vạn phúc, cứu một người phúc đặng hà xa. Bổn phận của nhà chùa là cứu vớt chúng sinh. Sư tổ người chỉ kịp đón nhận hài nhi, đặt tên xong trao cho thầy nuôi dưỡng. Mấy tiếng sau thì người viên tịch Trúc Quốc Tây Phương đã đón người về. Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay con cứ đinh ninh là cha mẹ của con đã chết. Người mẹ đó khi ẵm con đến chùa vẫn còn quá trẻ, không người đi theo, thân gái một mình, chắc xa ngã nên xảy ra nông nỗi.
Ơi hỡi mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, có hay con bây giờ khát khao mong đợi, mong nghĩ ngóng nghĩ ngày đêm, từng giờ từng phút đi mẹ về mang hơi ấm. Con ước cầm tay mẹ yêu thương, nhưng mà tầm mi ca nghi bóng chim mi khi con mỏi mòn, lòng thầy ước, lòng thầy mong, ngóng đợi lại càng thêm chua xót, đi kiếm tìm chi trái tim xưa lạnh lùng. Đã rơi giọt y máu đến lạnh y hì băng y y hì y y hì. Thầy ơi, nếu không gặp được sư tổ và thầy thì con sẽ ra sao? Ơn này con nguyện ghi nhớ suốt đời. Con à, âu cũng là mệnh trời xui khiến đời con được tưới nước nhành dương. Nước nhành dương nuôi dưỡng thiền tâm, con gắng học cho xứng với công ơn của sư tổ. Mẹ ơi, giờ này không biết mẹ đang ở nơi đâu, sống nghi chết ra sao nghi khi giờ này con đâu biết được, nghi mẹ ở đâu nơi chốn phương nào, có nhớ còn ý không, đứa con tội nghiệp vẫn ngóng vẫn trông mẹ về. Con không trách mẹ đâu, chỉ mong y sao y con đường có tình thương ấm áp của mẹ y hiền. Con đi sao để con đi cô đơn trống vắng, đi bắt tình cha cho đứa con khởi, đã bấy lâu nay lớn khôn trưởng thành, nỗi nhớ mẹ cha lại càng theo năm mi tháng nhiều lên. Đời con y đây vui hạnh phúc khi con được thấy cha mẹ y về. Mẹ thương con xin hãy quay về. Thầy ơi, liệu con có được gặp cha mẹ con không? Mô Phật, máu chảy về tim, có cha mẹ nào muốn rời bỏ giọt máu thân yêu của mình bao giờ? Có duyên lành, Phật sẽ độ cho cha mẹ gặp con.
Thật đáng trách chê những suy nghĩ nông cạn, tham sân si gây hậu quả trái ngang. Để bao cảnh đời trong ước vọng khát khao, khắc khoải chơi vơi không biết đâu là nguồn cội. Thật là tội lỗi. Thôi, thầy trò ta hãy mau vào sửa soạn đèn nhang, cùng các Phật tử kính dâng lên hương linh sư tổ. A-di-đà Phật, con xin vâng lời thầy dạy. Đà Phật, con chào thầy ạ. Mô Phật. Thí chủ đi lễ chùa hay có việc chi muốn hỏi? Bạch thầy, người cho con hỏi, chú tiểu vừa rồi có phải là... Đó là Khai Tâm, người được sư tổ nhận nuôi từ tấm bé. Khai Tâm? Bạch thầy, đó có phải là đứa bé được một người mẹ trẻ mang đến tận chùa ký thác hơn 10 năm trước đó không ạ? Phải. Đó chính là Hải Nhi bé nhỏ, được một người mẹ còn rất trẻ mang đến thiền môn, nước mắt tuôn dòng nhờ nuôi giúp con thơ, nức nở ra đi không chút chi để lại. Bạch thầy, người đàn bà đó chính là con đây. Sao? Người mẹ trẻ đó chính là thí chủ sao? Dạ, bạch lạy thầy, đời sinh viên bao ngây ngô bồng bột, giây phút mê lầm tai hại lắm thay. Mười mấy năm qua say dứt lương tâm, thôi thúc tìm về thăm con trẻ. Con đây đã lầm sai khi đang học nghề, nghe lời ngọt ngon. Ơi, con đây đã chót trao thân mình. Thật đáng buồn nay không ít những người mê muội, tham sân si tuổi trẻ ngông cuồng, sống buông thả không lường hậu quả, nhẫn tâm vứt bỏ Hải Nhi, nghiệp báo ấy chả sao cho hết. Bạch thầy, sau khi ký thác con thơ, nén nhớ nhung lo đường học tập, rồi cất bước theo chồng, chuyện cũ chôn sâu, nay giữa đường đứt gánh rơi quang, tìm lại chốn xưa, mong bù đắp cho con trẻ. Bạch thầy, lễ hoa con đã sửa xong, thỉnh thầy lên lễ Phật ạ. Con đợi thầy một chút. Khai Tâm. Dạ. Lại gần đây, con có biết ai đây không? Dạ, cô này con không biết. Chắc là khách phương xa về lễ chùa ạ. Phải rồi,
con làm sao mà biết được. Cách đây 13 năm về trước, chính cô đây đã trao cho sư tổ một hài nhi. Nhờ sư tổ chở che nuôi dưỡng, khai tâm, cô đây chính là mẹ đẻ của con. Trời ơi, cô đây chính là mẹ đẻ của con, người mẹ mà bấy lâu con mong ước. Khai tâm, mẹ. Chạm son sâu gây nhòe trong nước mắt lúc xa con. Mẹ thật có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ ơi, vì sao? Vì sao mẹ lại bỏ con hả mẹ? Con ơi, từ nay mẹ con mình không phải xa nhau nữa. Mẹ sẽ xin sư thầy cho con về với mẹ. A-di-đà Phật, thật là trời xui Phật độ. Khai tâm, bây giờ con đã thỏa mong ước bấy lâu, giờ thầy sẽ cho con về với mẹ. Bạch thầy, nước chảy về nguồn, cây kia về cội, công sinh công dưỡng không thể đem cân. Mẹ ơi, con nguyện một lòng quyết chí đường tu, tích tu công quả, mong ngày đền đáp. Nhờ ơn Phật tổ trợ che, cửa từ bi con hồi sinh con lớn. Nơi bước nghiệp thầy đường tu con bước, trả nghĩa cho đời lòng mẹ nhẹ vui. Giờ đây con đi được mà lớn khôn đi, ơi cũng đi cũng nhờ ơn dưỡng nuôi thời che chở. Chia lìa tình mẹ hiền linh, lòng con chứ con thời như mới, đổi đời chữ đất đi thành nắng cháy. Ơi ơi à mà để mưa rào chứ mưa rào thấm sâu. Ơi chữ thiền thiền môn, thiền môn nở muôn ly đoái hoa ý đời. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.